Chào các bạn quay lại với kênh YouTube Cuộc Sống Dân Đẻo Cực Đông. Thì hôm nay là buổi tối rồi các bạn, mình phải sử dụng điện flash để quay cái video này. Thì vừa rồi mình bắt được rất là nhiều ốc rồi các bạn. Đây, đây các bạn thấy là mình bắt được rất là nhiều ốc. Ở mình gọi con ốc này là ốc lăng các bạn. Đây, mình bắt được một rổ ốc luôn các bạn. Đây, rất là nhiều. Nói hôm nay mình muốn quay một cái video để chia sẻ cái về buổi tối á. Thì ở mình á, mọi người thường về một nút cạn các bạn, thì mọi người thường hay đi bắt ốc. Người ta ở mình gọi ốc này là ốc lăng. Đấy, các bạn mình chia sẻ các bạn này. Đây, nó vừa bắt thôi các bạn, nên nó còn li ra nè các bạn. Đây thịt nó còn sống nè các bạn, nó đu tay vào mình luôn này. Đây các bạn. Đó. Vì buổi tối rồi nên mình bật điện flash nữa, nên nhiều khi cái hình ảnh nó không có được rõ. Nên khi các bạn xem video này thì mong các bạn thông cảm. Thì giờ mình sẽ quay lại cái hành trình để đi bắt ốc cái ốc lăng như thế nào. Thì mời các bạn cùng đi với mình. Thì để đi bắt ốc lăng thì mình có sử dụng một cái điện pin các bạn. Đây, mình phải sử dụng một cái điện pin như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cái nó để đội lên trên đầu các bạn mới có thể đi bắt được. Vì mình đặt điện, mình bật điện flash nữa nên buổi tối nó hơi là, nên nhiều khi cái hình ảnh nó không được rõ cho lắm, nên các bạn thông cảm. Giờ mình sẽ quay cái hành trình đi bắt ốc lăng để các bạn xem. Thì ốc lăng thì nó thường hiện tại là đang nước rất là cạn các bạn. Đây các bạn có thể thấy, mình có thể soi điện pin cho các bạn thấy này, nước đang rất là cạn. Hiện tại là mình chỉ đi có một mình thôi. Thì có ốc lăng là có ốc này thường nó thường đụng với cát các bạn. Đây, nó thường đụng với cát các bạn à. Đây mình vừa phát hiện ra một ổ ốc lăng luôn các bạn. Đây các bạn thấy này, rất là nhiều ốc lăng. Đây các bạn, đây, đây nó nè, đây nó đang nằm nè các bạn. Đây, đây các bạn, đây nó nè, đó các bạn, đây nè. Đây các bạn, đây, đây các bạn có thể thấy nó đang bò lên đế nè. Đây còn á, nó vừa bò lên đế nè, cá giống nước rồi các bạn. Đây đó, đây đây, rất là nhiều các bạn. Đây đây, đang đu lại rồi, mình sẽ bắt nó lên. Đây đây, rồi bỏ vào rổ. Đây thì ốc lăng này á, đặc biệt của nó là nó thường, đây mình sẽ quay một số cái lỗ nó. Thì buổi sáng chúng ta bắt sẽ không có đâu các bạn, vì khi mà săn ốc lăng thì chúng ta ở mình thì hay bắt vào buổi tối các bạn à, chứ không có bắt vào buổi sáng. Đây đây là cái lỗ của nó này các bạn. Đây mình sẽ quay cái lỗ ốc lăng. Đây đây bạn, đây nó có một cái lỗ. Đây các bạn, đây này, đây các bạn, đó nó đùng ở dưới đất đi lên. Và khi gần cái lỗ đó nó sẽ có một cái ốc lăng như thế này. Đây nó này, đây bắt này, đây đã ngồi đây. Đây mình vừa phát hiện có hai con ốc lăng lên đây, nó đang này, đây nó đuôi vào đế nè các bạn. Đó đó, bây giờ mình sẽ bắt đó, thấy chưa các bạn. Đây đây là ốc lăng này các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ tranh thủ bắt những con ốc lăng này để cho nó khỏi bò. Đây. Ở ngoài đảo thì rất là thú vị. Buổi tối thì buổi sáng thì có thể đi lặn ốc nè. Buổi chiều thì trời nước cạn thì mọi người hay đi bắt vú nàng, giống như cái video trước mình chia sẻ. Còn buổi tối thì mình sẽ đi bắt ốc lăng các bạn. Đây, rất là nhiều. Đây, nhiều khi cái điện mình vay buổi tối nên nhiều khi nó rất là mờ, các bạn thông cảm. Đây, đây có một con hẳn đây nè. Đây, đây giờ mình sẽ đi tiếp tục đi bắt. Đây thấy có một hai con đu đế đây nữa này. Đây, đây các bạn, đây nó nằm đây nè, nè nè nè. Đây các bạn, đây, đây, đây nó đây, đây. Đấy, nó đây này này. Đó thì ở mình có rất là nhiều, ở đảo thì có rất là nhiều cái rất là thú vị. Mình đi săn ốc vào buổi tối nè, bắt vú nàng nè. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục quay ở đây các bạn. Đây bỏ ốc lăng luôn. Đây các bạn, rồi
Đây các bạn có thể thấy này, đây là cái lỗ nó đùng từ dưới đất lên này các bạn, nó bò lên đây nè, đây nó đây, đây lỗ nó nè, đó, đây mình sẽ bắt nó. Ngoài ra thì các bạn còn có thể quan sát đây là những con vú nàng này, đây mình lấy pin soi các bạn xem này. Đây ngoài ra còn có những con ốc vú nàng nữa, đó. Thì mình sẽ không có kỵ những con ốc vú nàng này. Đây, giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi. Trời tối các bạn, sóng biển đây là người Tê, các bạn có thể quan sát được là ánh đèn đó không phải thành phố đó các bạn, mà mọi người đang những cái ghe thuyền họ chạy ra khơi, họ trong đèn đánh kế đó các bạn. Đó, trời đang rất là tối thì nước cũng đang rất là cạn. Các bạn có thể nghe kể tiếng sóng luôn. Thì trở lại với cái video thì mình sẽ tiếp tục đi bắt những con ốc lan. Đây mình được phát hiện thêm một con nữa nè. Đây mình quay hơi nhanh một chút xíu. Đây 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 nó đây. Đây nó đây, nó đây các bạn. Đây. Ừ. Đó. Vì sao họ kêu ốc lan là vì đây. Nó khi nó thấy ánh điện binh của mình hoặc là nó thấy một cái điện ánh gì đó thì tự động nó lăn cù xuống. Thì ở mình gọi nó là con ốc lan các bạn. Đây mình cũng phát hiện thêm một rất là nhiều ốc lan. Đây đây một ổ ốc lan rồi các bạn. Đây. Đây các bạn. Ở nhiều nơi á, thì họ không kêu là ốc lan các bạn, mà họ kêu là ốc ngọt. Tùy theo tên gọi ở mỗi vùng miền khác nhau thì có thể kêu là ốc lan hoặc là ốc ngọt đều được. Mình sẽ di chuyển. Đây 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 mình phát hiện được hai con. Đây các bạn, đây. Đây. Đây một con này. Đây đây các bạn thấy nó bò này, đây đây. Mình chỉ quay nó bò này, đây nó này. À, nó bò đó các bạn, đó, nó đang bò đó, đó nó đang bò lại rồi mình bắt này. Đây. Đây các bạn. Đây. Bạn có thấy không? Đây có rất là nhiều con đây nó đang bò nè. Đây mình sẽ quay cho nó rõ hơn đây, đây. Các bạn đang bò nè, đó nó ri hai cái râu nữa nó bò nè các bạn, đây. Đó rất là nhiều đây. Đây có một con đang đu trên đế luôn nè. Khi các bạn xem nếu thấy kênh của mình hay, nhớ like, chia sẻ về đăng ký kênh để mình sẽ có nhiều động lực để thực hiện được nhiều cái video hơn nữa để phục vụ tất cả các bạn. Kênh của mình là đa số chia sẻ những cái khoảnh khắc của những người dân đảo sống ở đảo như thế nào để cho các bạn ở trong đất liền các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cuộc sống của những người dân đảo. Đây mình phát hiện một cái lỗ của nó đây đây các bạn, đây này thấy không, đây cái lỗ này mình quay kỹ này, nó trong cái lỗ này các bạn đó, thì bên cạnh đó là mình sẽ phát hiện ra một con ốc đây nó đây. Đó các bạn, đó hòn lỗ đây nè, nó sẽ bò lên đây đây các bạn, đây. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều vú nàng, đây ốc vú nàng nè. Bây giờ mình sẽ thấy là đây ốc vú nàng. Đây ngoài ra mình còn có thể phát hiện ra thêm bê con ốc vú nàng rất là to. Đây. Mình bỏ cái ánh đèn bên kia, đây. Bốn con luôn. Đó, ốc vú nàng đó các bạn. Đây. Vì mình không cầm theo gieo nên mình sẽ không có bắt những ốc vú nàng này. Cái hôm nay thì cái tập trung của mình là mình đi bắt ốc lan thôi các bạn. Giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển. Đây mình phát hiện đây. Đây một số con nó muốn đùng xuống cát này các bạn. Đây đây. Ở dưới cát nó đùng lên này. Đây thấy chưa các bạn, thấy không? Đây nó này. Đây đây nó muốn đùng xuống cát, nó dưới cát nó đùng lên này. Đây này. Bắt được một con này, đây đây nó muốn dưới cát nó đùng này. Đây các bạn. Đây 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 con này dưới cát này, đó 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 đấy, đây thấy chưa, đây nè con này dưới cát này, đây đấy, các bạn đây này bắt đây 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 này đây nó đùng này mình đèo lên này các bạn, đó nó cá này bảo rổ ra, đây đây mình vừa đèo lên này đấy,
bắt thôi. Đây 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 các bạn, bắt thôi. Đây mình sẽ tiếp tục di chuyển để xem thử. Các bạn nghe tiếng sóng, các bạn sóng nó rất là to. Đây đây đây, ở đây các bạn. Ủa, nó lăn rồi. Đây bạn, vì nó là ốc lăn nên nó sẽ lăn xuống. Đây. Đây các bạn, đây có thể được một con nữa. Đây mình phát hiện ra một ổ luôn. Đấy các bạn, đó các bạn thấy không? Đây nó đang bò, muốn bò xuống dưới đất này. Đây các bạn, đây là cái nhiều con nó muốn đùng xuống đất này các bạn. Đó, đây. Nó cầm cái chỉ. Đây. Đây là cái thịt này các bạn. Đây các bạn, đây này nó muốn ly đây này, đây. Đây các bạn, thấy không? Đó. Đây. Rồi giờ mình sẽ tập trung về bắt ốc lăn thôi các bạn. Bây giờ cũng khoảng cỡ 7-8 giờ tối rồi các bạn. Bây giờ cũng khoảng 8 giờ tối rồi. Giờ mình sẽ tập trung bắt ốc lăn thôi các bạn. Các bạn nhớ thấy kênh của mình hay thì nhớ like, chia sẻ về đăng ký kênh để mình có nhiều động lực ra nhiều cái video hơn nữa để phục vụ tất cả các bạn cùng thưởng thức. Đây thì ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ chế biến cái con ốc này như thế nào. Rồi mời hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Tất cả mọi người đã đẻo thì mọi người cũng để lên điền hết rồi. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.